Phận nghèo chẳng dám ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đầu ngỏ lời là nên danh ngẫu. Đưa tay anh coi nha. Dạ nè. Da sao mà láng vậy? Du duyên. Để anh coi. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi. Cầm tay anh đoán năm nay duyên nợ đến rồi. Gặp chồng hiền đức sẽ thôi. Tuổi này thì số lắm con. Muốn cho vun tròn nhờ anh môi giới. Thế nào? Anh ta tuổi chừng 20 mấy, quên lắm nhìn sơ em biết ngay, chẳng ai xa lạ chàng ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán nhưng anh thật khôn quá trời. Tình duyên đưa tới em ơi, thiên định sẵn rồi. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lo cưới vui năm thêm người. Chào anh. Chào em. Dạ, nhờ anh coi cho em một quẻ. Em muốn coi quẻ gì? Dạ, duyên số. Duyên số hả? Dạ, đúng rồi. Được rồi, anh không có thấy đường, đưa tay cho anh coi. Không thấy đường sao coi? Dạ, sao mà nó mát vậy? Trời, sao ghê vậy trời? Để anh bói cho em một quẻ ha. Dạ. Năm nay là em có chồng đó. Thì không anh. Người ơi, quê quán nơi nào giàu nghèo? Giàu cái sao nghèo được? Tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào? Anh ta tuổi chừng 20 mấy, quen lắm nhìn sơ em biết ngay, chẳng ai xa lạ chàng ấy. Ai? Là anh nè. Sao? Tài năng tiên đoán nhưng anh thật khôn quá trời. Tình duyên đưa tới em ơi, thiên định sẵn rồi. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm là cưới cuối năm thêm người. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm là cưới cuối năm thêm người. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm là cưới cuối năm thêm người. Xuân đã về trong bao niềm vui cùng tân xuân phát tài. Cành hoa đào hoa mai rực rỡ muôn vàng câu chúc an lành. Cầm bao lì xì đi mọi nơi xuân ngày phúc đến đầy nhà. Và cùng ngồi bên mâm bánh mái áo hoa chúc xuân gia đình. Cung chu nì, trường phú nì, tài cát tài lộc, cung chu nì. Bao em thơ cùng khoe áo mới đẹp từ khắp phố phường. Từ ông đồ ngôi viết câu đối mang niềm hạnh phúc ngập tràn. Ngàn hoa cùng khoe sắc mọi nơi tô đẹp bức tranh xuân hồng. Nào cùng ngồi bên nhau năm mới Tết sang an khang mọi nhà. Cung chu nì, trường phú nì, tài cát tài lộc, cung chu nì. Chúc phúc mọi người như thầy muôn, vạn sự phước mây an bình. Tết đến, ôi là Tết đến, ha ca Tết vui xuân vầy. Chúc phúc mọi người mọi người được yên vui, vạn sự ý như mọi nhà. Tết đến, ôi là Tết đến, xuân này lộc tràn cùng phát tài. Xuân đã về trong bao niềm vui, mọi buồn đau chóng qua. Cành hoa đào hoa mai rực rỡ muôn vàng câu chúc an lành. Cùng đi chùa xin sắm đầu năm mong lộc phước đến nhà nhà. Và cùng ngồi bên nhau năm mới Tết sang xuân vầy gia đình. Cung chu nì, trường phú nì, tài cát tài lộc, cung chu nì. Chúc phúc mọi người như thầy muôn, thần tài đến thăm nhà nhà. Tết đến, ôi là Tết đến, ha ca Tết vui xuân vầy. Chúc phúc lời mẹ mọi người được yên vui, lời ca ta chúc cho mọi nhà. Tết đến, ôi là Tết đến, xuân về.
tràn cùng phá tài. Chúc phúc nơi mọi người đến yên vui, lời ca đón chúc cho mọi nhà. Tết đến, ôi là Tết đến, xuân này lộc tràn cùng phá tài. Chúc phúc nơi mọi người đến yên vui, vạn sự phước mới an bình. Tết đến, ôi là Tết đến, hát ca Tết vui xuân vầy. Chúc phúc nơi mọi người đến yên vui, lời ca đón chúc cho mọi nhà. Tết đến, ôi là Tết đến, xuân này lộc tràn cùng phá tài. Chúc phúc nơi mọi người đến yên vui, lời ca đón chúc cho mọi nhà. Tết đến, ôi là Tết đến, xuân này lộc tràn cùng phá tài. Đẹp làm sao gió xuân mơn mang cành đào,
vui về mọi nhà, yêu lứa đôi ta thật đậm đà, bước bôn ba gợi lòng lưu khách xa nhà. Ngoài trời xuân hát ca vang lời chào mừng, mình mừng xuân mứt giữa mai vàng bánh chưng. Trên khắp quê hương mình người người tay nắm tay môi đời mình cười, chúc sang năm thịnh vượng gia phát tài hơn. Hơi những nàng đỏ đôi má ngày xuân, mơ từng quân đêm sao em thèm thùng, từng nụ cười ngày thơ mừng xuân từ lâu ngóng chờ, bạn bè cùng nâng ly uống cạn mừng xuân mới sang. Đẹp làm sao giáng xuân in trong lòng người, đẹp làm sao lá hoa mượt mà thắm tươi. Xuân đến đây tô màu rạng ngời như bức tranh xinh đẹp tuyệt vời, khắp xa gần người người mãi mãi chờ xuân. Đẹp làm sao gió xuân mơn mang cành đào, đẹp làm sao bướm hoa trao tình với nhau. Đến đêm vui về mọi nhà, duyên lứa đôi ta thật đậm đà, bước bôn ba gợi lòng lư khách xa nhà. Ngoài trời xuân hát ca vang lời chào mừng, mình mừng xuân mứt giữa mai vàng bánh chưng. Trên khắp quê hương mình người người tay nắm tay môi đầy nụ cười, chúc sang năm thịnh vượng gia phát tài hơn. Đẹp làm sao giáng xuân in trong lòng người, đẹp làm sao lá hoa mượt mà thắm tươi. Xuân đến đây tô màu rạng ngời như bức tranh xinh đẹp tuyệt vời, khắp xa gần người người mãi mãi chờ xuân. Xuân đến đây tô màu rạng ngời như bức tranh xinh đẹp tuyệt vời, khắp xa gần người người mãi mãi chờ xuân.
không để chỗ. Cái sáu mà không thấy. Cái gì mà đấy quá. Ông má cũng đi lọc. Đây 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 cái đó đó hai ly luôn đi con. Hai ly hai một rưỡi. Con xíu. Anh cầm hai ly đưa qua. Rồi bây giờ kính trình đối với tộc họ nhà gái. Hôm nay theo thiệp trình lễ Y Kỳ thì bên họ nhà trai chúng tôi tiến hành nghi lễ đính hôn. Trước khi bước vào nghi thức của lễ đính hôn, bên họ nhà trai chúng tôi trình lễ nhập gia. Mời ông bà nhậm lễ. Bây giờ ông bà cũng thống nhất cho vô ha. Và kính thưa quý quan viên hai họ, nhà trai và nhà gái, thường thì nỗi lo âu lớn nhất của những bậc làm cha làm mẹ là sinh con ra lớn lên không biết rồi đây con mình sẽ về bến đục hay bến trong. Nhưng chắc chắn rằng ngày hôm nay hai bên thông gia rất là vui mừng và hạnh phúc khi thấy con mình có được một bến đỗ thật bình yên. Kính thưa quý vị, niềm vui son sắt đợi chờ, tháng năm mong đợi bây giờ là đây. Lời nói đầu tiên, chúng tôi xin thay lời cho gia tộc bên họ nhà gái xin hân hoan chào đón bên họ nhà trai đã đúng theo thiệp trình lễ Y Kỳ. Và thay lời cho gia tộc, chúng tôi kính gửi đến toàn thể quý vị một lời kính chúc sức khỏe, một lời chân thành cảm ơn và lời chào nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị, trước khi bước vào nghi thức buổi lễ ngày hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức nghi lễ, chúng tôi kính mời vị trưởng tộc đại diện cho phía bên họ nhà trai trình tấn lễ. Kính mời ông. Cảm ơn nhà trai. Nhà trai qua là lúc của các hợp trợ để làm lễ thì trước nữa là một cho bên nhà trai là có vị trước là con gái làm cho và quý quan viên hai họ, nhà trai và nhà gái, ông bà xưa ta thường có câu dù cho gái đẹp trai lành, chưa làm hôn lễ chưa thành phu thê. Chính vì lẽ đó mà ngày hôm nay hai họ nhà trai nhà gái đã thống nhất chọn được ngày lành tháng tốt, đó là ngày 15 tháng 2 dương lịch năm 2016 nhằm ngày mùng 8 Tết âm lịch năm Bính Thân 2016 để cử hành hôn lễ đính hôn cho hai cháu Quế Anh và Chí Công.
Kính thưa quan viên gia tộc hai họ, nhà trai và nhà gái, về buổi lễ đính hôn ngày hôm nay, thay lời cho gia tộc bên họ nhà trai, chúng tôi kính trình về tấn lễ đính hôn. Bên họ đàn trai, tấn lễ thứ nhất gồm có một hai hộp từ đường, phía trên có đôi đèn. Thứ hai, một mâm trầu cặp chế rượu, sáu mâm lễ vật gồm cái trà, rượu, bánh, trái cây và cuối cùng là một con heo quay. Trước là danh cúng gia tiên sau quý khách dùng lễ thảo. Và phần này đã được phía bên họ nhà gái chấp thuận. Đề nghị quý vị cho một tràng pháo tay chúc mừng hạnh phúc. Và tiếp theo phần chương trình, thay lời cho ban tổ chức nghi lễ, chúng tôi xin thông qua chương trình nghi lễ đính hôn. Phần 1, đại diện phía bên họ nhà gái làm lễ nguyện hương và làm lễ lên đèn. Phần 2, chú rể làm lễ bái gia tiên. Phần 3, chú rể xin ra mắt gia tộc bên họ nhà trai, gồm các cách ông bà, cha mẹ cũng như thân tộc bên nội và bên ngoại còn đang hiện tiền. Phần thứ 4, họ nhà trai trình nữ trang tặng phẩm cho cô dâu. Và cuối cùng là lễ dở mâm trầu và dùng tiệc tính hôn. Và để trở lại phần chương trình, chúng tôi xin giới thiệu ông bà nữ chú hôn thắp nhang làm lễ nguyện hương. Kính mời ông bà. Chúng tôi về phần kính trình luôn là phần làm lễ lên đèn và làm
tiên của chú rể cũng như ông bà nam và nữ chú hôn đã xong. Tiếp theo đây là bạn cháu rể xin ra mắt gia tộc bên họ nhà trai. Mở đầu là bạn cháu Chí Công xin gia độ cho ông nội bà nội bên vợ để xin ra mắt ông bà. Mời cháu Công đưa rượu cho ông bà. Mời hai bà cũng ly đi. Rồi, chúc mừng. Chúc mừng cho cháu được hạnh phúc. Rồi con cúi đầu tỉnh lễ sáu lễ hai sáng. Giờ kể từ giờ phút này là cháu Chí Công chính thức là cháu rể của ông bà. Xin nói quý vị cho một tràng pháo tay chúc mừng quý vị. Xin mời bà hai nhận lễ. Xin phép bà cũng nhận cho cháu tỉnh lễ cúi đầu sáu lễ hai sáng. Xin nói thì cháu Chí Công gọi bằng bác trai, bác gái. Nhưng mà kể từ giờ phút này xin phép hai bác công nhận cháu Chí Công chính thức là con rể trong gia đình và được phép gọi bằng cha và mẹ. Xin mời cha mẹ bên vợ nhận lễ với con đền đáp con nghĩa dục của ba mẹ. Rồi, cũng đi. Xin cho một tràng pháo tay để công nhận rể quý vị. Cảm ơn cháu Chí Công dâng rượu cho bác hai trai và bác hai gái là đại diện luôn cho bên nội và bên ngoại. Mời hai bác nhận lễ. Rồi hai bác chịu tay dầm thẳng cái con nè. Rồi dầm thẳng cái giấy, dầm đây chú giấy chịu tay cho, dầm đây kia đó nè. 1, 2, 3. Rồi hai bà cũng ly uống chăm chăm nha. Rồi cho anh chàng pháo tay đi, vỗ tay vui vẻ. Rồi cảm ơn. Rồi con kính lễ cúi đầu đi con. Cúi đầu cái tiền nhà 24 năm tỷ để tập nhẫn. Cái gì nữa? Cái đó không có rồi đâu, cái bông sò nói rồi, rồi tới cái tiền 5 tỷ và 24 với tập nhẫn. Sau đây là phần trình nữ trang của phía bên họ nhà trai tặng phẩm cho cô dâu. Chúng tôi cũng xin thay lời cho ông đại diện phía bên họ nhà trai kính trình về nữ trang tặng phẩm cho cô dâu. Bên họ đàn trai tặng cho cô dâu một đôi bông có đính hạt xoàn là 36. Thứ hai là một chiếc vòng cổ 5 chỉ vàng 24 carat và có kèm theo là một cặp nhẫn đính hôn. Còn về phần lễ tài ngày hôm nay thì bên họ nhà trai cũng gửi tặng cho qua bên họ nhà gái tiền phụ trợ là 10 triệu. Xin trình luôn với quan viên hay họ. Bây giờ mời ý kiến của bạn gái thì nhận phần lễ này. Rồi cho anh chàng pháo tay đi. Và kể từ giờ phút này, mẹ của cô dâu xin gửi cô dâu lại cho chàng rể Chí Công. Và hai con chính thức thành đôi vợ chồng. Hai con cúi đầu cảm ơn mẹ. Rồi, chúc mừng đi. Mời ông nội nhận lễ. Ông nội uống rượu với cháu dâu.
Rồi, chúc mừng hạnh phúc. Ông nội cũng bao lì xì gửi cháu cúi đầu cảm ơn. Rồi, xin cho chồng hóa tay quý vị ơi. Rồi. Giới thiệu luôn là ông nội bà nội bên vợ của cháu Chí Công đó cũng gửi tặng cho hai cháu hai bao lì xì. À, nhân dịp ngày vui của hai cháu, hạnh phúc trăm năm. À, tiếp theo là bà hai cũng có một số bao lì xì gửi cho cảm ơn bà hai đây giờ đây cô giáo ơi, chịu cái tay dầm thẳng ra từ từ đây, mở chịu tay vô các mẹ, rồi tay cho mẹ giờ con nè, từ từ đây nè, 1, 2, 3 danh rượu cho cha mẹ bên chồng, à, mời cháu với anh danh rượu cho cha mẹ bên chồng, à, hai ly luôn đó con, hai ly luôn, rồi chịu tay dầm thẳng cho con nè, hai bác ơi, dầm con từ từ đây nè, 1, 2, 3 rồi cũng ly vô, hai bà cũng ly vô, chúc mừng, rồi đó quá hay. Rồi, chị có bao lì xì gì đó gì tặng cháu đi. Rồi, chịu tay vô dùm con luôn, chịu tay vô. Rồi, cái rồi, rồi, cái chai cho Hoàng, chịu vô cũng Hoàng. Rồi, dùm thẳng này, cô giao chú giải ra đây. Rồi, chúng ta chịu tay lên nè, 1, 2, 3. Rồi, bằng danh rượu cho bác xui. Dạ, hai bác dùm lại. Rồi, hai bác dùm con nè, hai bác ơi. Cười tươi tươi lên nè, chú giải ơi, chú giải. Cười tươi lên nè, 1, 2, 3. Rồi. Rồi, hai bác uống cái rượu với cháu đi. Rồi. Rồi, hai bác cho bàn tay thôi, chịu tay vô món quà dùm con luôn. Rồi, chịu tay vô món quà dùm con. Rồi, tay kia luôn. Tay thôi bác ơi. Rồi, dành thẳng cái đây nè. Bác gái chịu tay vô dùm con cái bác gái. Rồi, cười tươi tươi lên nè, 1, 2, 3. Trầu là trầu thương cao, trầu quấn quanh buồn cao. Câu thủy chung dây trầu, cao đứng bên giường trầu. Tình là tình cho nhau, tình mãi luôn gần nhau. Cao lẽ đôi dây trầu, cao buồn buồn làm sao. Trầu là trầu thương cao, trầu ước mơ ngày sau. Cao ấy cao thương trầu, cao ước mơ tình đầu. Vậy là chúng tôi xin tuyên bố buổi lễ đính hôn của hai cháu Chí Công và Quế Anh đến đây có xong. Và thay lời cho ông bà nam nữ chú hôn, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý ông quý bà và thân tộc bên họ bên ngoại đã nhấn chút thời gian để tham dự buổi lễ của hai cháu. Và với một số lượng khách đông như thế này thì chắc hẳn rằng ban tổ chức chúng tôi không tránh đi những điều sai sót. Kính mong quý vị hãy đỡ một nụ cười pha chiến và vị tha hàng giúp cho hai cháu chúng tôi được tên duy tập sách. Và từ đây chúng tôi xin kính mời tập họ nhà trai ở lại cùng với họ nhà gái chúng tôi dùng buổi tiệc kính hôn uống cạn ly rượu mừng, mừng hai họ kết nghĩa thông gia và mừng cho hai cháu Quế Anh và Chí Công sớm đến ngày xe tơ kết tóc. Buổi lễ đến đây tuyên bố kết thúc. Chồng từ đây xa phút long đong, chàng về đã có thiếp mong. Chúc mừng hai họ một nhà, chúc mừng gió mưa thuận hòa. Đường đi tuy có không xa, đường về trong tiếng hoa ca. Chúc nàng đường luôn hạnh phúc, bên người chồng yêu mặn mà.
chưa ai con cái nó lập gia. Chúc mừng ba con ơi, ta chúc hai họ thêm thơ. Một hai ba yo, mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bờ. Mừng người ta vui lắm mình cũng vui. Chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi yêu. Rồi vui luôn nha bà con ơi, nâng lên lên nè, vui cùng với cháu chú rể mới nè. Ok, một hai ba yo, uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba yo, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thơm. Một hai ba yo, mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bờ. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui. Chúc mọi sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi yêu. Yeah.
1, 2, 3 vô. Quá êm. Năm bình thân, gia đình báo tin lệ, đứng hôn dành cho người con thân yêu nhất của gia đình, đó là cô dâu Nguyễn Trần Quế Anh, sánh viên cùng chú rể Trần Chiến Công. Kính thưa quý vị, trong mọi chúng ta ai cũng đã từng trải qua những năm tháng tuổi trẻ và đã thành công trong cuộc đời của mình. Từ những giây phút đầu tiên lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ cho đến tuổi trưởng thành, và một lần nữa được nhận từ tàu quán một bậc ân hết sức là thiêng liêng, đó là tình yêu và hôn nhân. Thật vậy, tình yêu là sự thăng hoa của cuộc sống và tình yêu là hạnh phúc của cuộc đời. Và hôm nay đây, cũng chính vì tình yêu đó, tất cả quý vị khách quý cùng quan viên hai họ đã và hiện diện trong buổi lễ đính hôn hôm nay trong bầu không khí thật là ấm cúng và hạnh phúc như thế này. Kính thưa quý vị, có được buổi lễ đính hôn như ngày hôm nay, Hoàng Bông xin giới thiệu đến tất cả quý vị những bậc làm cha, làm mẹ đã có công nuôi dưỡng con mình trưởng thành và tác hợp hạnh phúc lứa đôi. Thật lớn để đón chào đại diện Hòa Nhà Gái, ông Nguyễn Văn Lành, bà Trần Thị Thu Thủy. Xin mời bà bước lên sân khấu, một chào phát thanh thật lớn quý vị. Kính quý vị, đồng hành cùng chương trình buổi lễ đính hôn hôm nay, Hoàng Bo xin giới thiệu đến quý vị đại diện họ nhà trai, đó là ông Trần Thanh Hùng và bà Nguyễn Thị Bích Phượng. Một chào hót tay để đón chào đại diện họ nhà trai. Kính thưa quý vị, trên sân khấu của chúng ta đại diện hai họ trai gái, đó là hai gia đình Nguyễn Trần. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta, mùa xuân là một mùa ngập tràn hạnh phúc nhất, và mùa trăm hoa đua nở dương mình ra thế giới, cũng như là trời đất cho hoa để chứng minh cho đôi tình dựng lên ngôi. Qua một thời gian tìm hiểu với nhau, ông Tư và Nguyễn xoay những cái tóc để anh Nguyễn Trần, anh Trần Chí Công lặn lội từ Tân Công Xính, Tâm Nông đi về Tân Phước để tìm một nửa cuộc đời của mình. Thế rồi anh được gặp chị Nguyễn Trần với anh và anh đã thầm thương chậm nhớ. Tiếng xe ái tình cũng đã làm trái tim chị rung động. Để rồi chị cũng được gặp anh, chị cũng thầm ao ước một ngày nào đó mình sẽ cùng anh chung chăn sửa gối, và cũng được sự đồng thuận của bên gia đình thông gia tác hợp cho hai người con thân yêu của mình cùng đến với nhau, với sự chứng kiến của nội ngoại hai bên, bạn bè thân hữu thầm khen đôi bên có dấu hiền nghệ thạo. Kính thưa quý vị, thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo anh cũng qua, xa thì nhớ, gần thì thương, thương nhau nắm lấy buồn cao, giữ lấy dây chầu hòa quyện bên nhau cho đến ngày bắt đầu. Ngay bây giờ thì tất cả quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn và thật kêu để đón chào đôi tân lang tân gia nhân đẹp nhất trong ngày hôm nay, chú rể Trần Chí Công và cô dâu Nguyễn Trần Quế Anh. Chú rể đẹp nhất trong ngày hôm nay, đề nghị tất cả chúng ta dành tặng một tràng pháo tay thật lớn nữa, đúng không ạ? Xin cảm ơn rất nhiều. Và nghi thức đầu tiên, xin mời hai con cùng bước lên để chúng ta cùng rót rượu Shaman. Xin mời. Chạy đi sông ơi, một tràng pháo tay thật lớn quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rồi em nối gót theo anh. Một tràng tay thật lớn đó. Xin cảm ơn rất nhiều. Phần rót rượu cũng đã xong. Ngay bây giờ thì hai con sẽ dâng lên hai ly rượu dành cho hai người cha, hai ly rượu dành cho hai người mẹ. Bên nào gì bên đó thì giờ nhớ đẹp. Con hình hài khôn lớn, cảm ơn mẹ sưởi ấm lòng con. Xin mời hai gia đình cùng nâng ly lên để chúc mừng cho hai con trẻ của mình được thành gia lập thất. Tôi cùng lý với nhau để chụp hình lưu niệm ạ. Phật dân rượu dân cho cha tổ tiếp quản viên hai họ. Qua bò xe anh giữ cô dâu chú rể là một chút xíu để làm vài cái tốt đẹp và được ngọt ngào bền vững. Xin mời hai con cùng chung tay để cắt đặt trên. Cắt thứ nhất, mình ơi tình yêu đến dâng cho người vì ngọt đôi môi. Cắt thứ hai, hai ta cùng chung sức bao nhiêu tháng ngày mình vẫn có nhau. Cách thứ ba, cùng nhau xây tổ ấm, sự nghiệp rạng ngời cuộc sống mãi thăng hoa. Và con mời hai con để chia nhau một miếng ăn đầu đời, giống như là mình lúc đó mình vừa chào đời để nằm trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Và miếng ăn đầu tiên chia sẻ cho nhau, tự trưng cho cuộc sống ấm no trong tương lai mai sau. Xin mời cô dâu chú rể đút cho cô dâu một miếng. Và cô dâu sẽ đút cho chú rể một miếng để chia nhau những gì chúng ta có được như ngày hôm nay. Một cặp hôm nay để dành tặng cho đội Tân Lan Tân Dân Nhân Định nhất trong ngày hôm nay quý vị. Hai con yên tâm đi, hồi xưa cha mẹ thì có nồi cơm củi, bây giờ hai con có nồi cơm điện rồi, không bao giờ đói. Kính thưa quý vị, phần uống rượu giao ơi của Đà Sơn, phần long trọng nhất. Phần này thì tất cả quý vị cũng mong đợi lắm đây, kể cả qua Bo cũng thế. Thôi thì Bo cũng xin mời chú rể bày tỏ tình yêu của mình đối với cô dâu trong ngày hôm nay được không ạ? Quý vị có muốn cô dâu chú rể hôn nha không ạ? Mặt đôi mặt với nhau được ạ, con hai con quay vào. Cô dâu chưa dâu là dịnh bờ vai của chú rể rồi quý vị. Thôi thì chú rể dịnh về dòng ba đi, hai dòng nào mà an tâm nhất thì cứ dịnh vào. Có thể quý vị đếm cùng bà con được không ạ? 1, 2, 3 để cho cô dâu chú rể hôn nhau được không ạ? 1, 2, 3 hôn đi. Con chào đây được lắm quý vị. Phần rót rượu xong anh ghi lệ chính thức đính hôn hôm nay cũng đã xong. Qua bo xin mời hai con cũng trở về với cha mẹ để đón tiếp quay lên để chúng ta chúc mừng cho buổi lễ đính hôn hôm nay được thành công tốt đẹp. Xin mời tất cả quý vị cùng nâng ly lên được không ạ? Qua bo đếm 1, 2, 3 chúng ta vô lớn một cái ha. 1, 2, 3 vô. Tất cả quý vị và chúc tất cả quý vị và đón chào 2016 cùng với tất cả người thân của mình thật là rộn ràng, hạnh phúc, phát tài. Xin cảm ơn nhiều.
người xa quê nghe bài dân ca, câu dân ca ấm lòng người đi xa, nghe nồng nao nơi chiều ba mươi tư, bếp than hồng mẹ nấu bánh chưng xanh. Người dân ca như dòng sông quê ta, thương quê hương thương đường cao nguyên cao, cầu thang dân ca. Bài dân ca tháng đậm đà, người xa quê nghe bài dân thương thuộc đường cao núi dài, đầu dân ca giao tiếp người xa xứ, con đường chốn đường tới quê nhà. Cũng theo lời cầu, mong mọi người lên sân khấu với tiếng hát của chị Kim Long ạ. Và để tiếp nối chương trình trong buổi lễ đính hôn hôm nay, chị Kim Long sẽ đến vì ca khúc được mang tên Nhà Em Có Hoa Vàng Trước Họ Trước Khi Của Kính Sạc. Yeah.
cô dâu. Vô anh. Vô. Xin chúc cô dâu Nguyễn Trần Quý Anh và chủ đề Trần Quý Công. Đúng không anh? Đang cầm giữa nè mấy chú ơi. Rồi cầm giữa nè, 1, 2, 3, vô. Và bây giờ cũng xin nói quý vị gia đình là có gì sai sót mong quý vị thông cảm cho. À, tôi kính thưa bà bên đại trai đó để làm lễ cứu đó để đàn trai chuẩn bị tư thế về giúp quân về nha. Chung vui với gia đình, chúc cho đôi trẻ nên giai hậu hạnh phúc trăm năm được vững bền. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Thì là một buổi tiệc ngon miệng và xin kính chúc quý vị một buổi tiệc thật ngon miệng và vui vẻ. À, hôm nay thì Nguyễn Lành cũng thấy dưới căn phòng mình rất nhiều ca sĩ nhưng mà vẫn đợi chương trình mình còn kéo dài thì đây tới chiều lắm. Quý vị cũng thông cảm và mong đợi tơi và cũng tên ca sĩ sẽ bước lên từ sân khấu. Quý vị cũng thông cảm nha. Lời hát vang vào đêm ngàn lời tình bao ước hoa say đắm mộng tình yêu nghe ngỡ có em trong vòng tay cuộc đời bừng sáng lên môi hôn em trao khi khúc nhạc đang rộn rã khi yêu câu ca bay vút cao lên muôn vì sao con tim non đã rung trong đam mê khúc vui có lúc thay lòng chợt bồi hồi lời yêu thương thoáng mây người yêu của tôi ơi cõi tình ấm êm mặc cho thank you.
Giờ chưa chứ bà làm, bà giờ bắt bảy. Vâng, trước tiên hát bài mình cũng xin vũ đoàn ABC lên minh họa cho đại diện thằng gái. Có vũ đoàn không hả? Rồi, dành thắng cho con nè. Cười bắt đồ quá. Rồi, dành cho con cười hơi tươi lên nè. 1, 2, 3. Còn quay nha, còn quay nha. Chạm quay phim. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cảm ơn rất nhiều. Và cùng theo bạn Si xin kính mời ca sĩ Ngọc Sơn và Ngọc Mai bước lên sân khấu đi ạ.
phân. Bên thành phố Hồ Chí Minh là mùa xuân đẹp nhất trên đời. Yeah.
để vợ lo hoài. Sáng trưa hay chiều, cả ngày tôi cứ nhậu say. Tội nghiệp vợ tôi, một lòng một dạ với tôi. Hôm sớm lo cho chồng, chưa một lần vợ than bất công. Có khi ra ngoài, tôi cứ lén vợ ra ngoài. Với bao cô nàng, tóc dài xóa tới ngang dài. Tại vì tôi sai, nên chẳng lấy lòng được ai. Mới hiểu ra chân tình, chỉ có vợ là yêu mình. Ơi vợ, vợ ơi, sao mà em không cười. Ơi vợ, vợ ơi, thương vợ nhất trên đời. Anh thề từ nay sẽ không còn nhậu say. Anh thề từ nay sẽ không để ý ai. Ơi vợ, vợ ơi, bây giờ anh hiểu rồi. Anh thiệt không nên để vợ khổ một đời. Anh thề từ nay chăm lo dừng lại tương lai. Anh thề suốt kiếp trọn đời không hề đổi thay. Trong đồng gì đẹp bằng sen, chân gian nào có ai bằng vợ anh. Một lòng một dạ thủy chung, không ai chăm chỉ nào ai sánh bằng. Vậy mà tôi cứ lăng nhăng, tối ngày chỉ biết ngoài đường lông nhông. Thôi thì thương vợ cho xong, ở ngoài bay bướm mà chỉ cho khổ lòng. Vợ tôi, một lòng một dạ với tôi. Hôn sống lo cho chồng, chưa một lần vợ than bất công. Có khi ra ngoài, tôi cứ lén vợ ra ngoài. Với bao cô nàng, tóc dài xóa tới ngang dài. Tại vì tôi sai, nên chẳng lấy lòng được ai. Mới hiểu ra chân tình, chỉ có vợ là yêu mình. Ơi vợ, vợ ơi, sao mà em không cười. Ơi vợ, vợ ơi, thương vợ nhất trên đời. Anh thề từ nay sẽ không còn nhậu say. Anh thề từ nay sẽ không để ý ai. Ơi vợ, vợ ơi, bây giờ anh hiểu rồi. Anh thiệt không nên để vợ khổ một đời. Anh thề từ nay chăm lo dừng lại tương lai. Anh thề suốt kiếp trọn đời không hề đổi thay. Ơi vợ, vợ ơi, sao mà em không cười. Ơi vợ, vợ ơi,